Sáng sủa vào ngày 10 tháng 8, Hương Tràm đã tái xuất sàn đấu âm nhạc với MV La 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 và EP cùng tên sau nhiều năm học tập tại Mỹ. Trở lại với sự hào hứng và nhiệt huyết, cô chia sẻ về cuộc sống cá nhân và công việc âm nhạc trong buổi phỏng vấn sau sự kiện. Về việc trở lại làng nhạc sau một khoảng thời gian dài vắng bóng, Hương Tràm cho biết, tôi luôn nghĩ rằng đi xa là để có thể trở về. Ở quê nhà, tôi có gia đình và khán giả, những điều quý báu nhất trong cuộc sống của tôi. Tôi cảm thấy hào hứng khi trở lại, vì đó cũng là cơ hội để kết hợp những kinh nghiệm học được với dự án âm nhạc cá nhân. Trong thời gian qua, tôi đã có cơ hội làm việc với ekip nước ngoài, tiếp xúc với những xu hướng âm nhạc mới và thử sức với các thể loại chưa từng thử sức trước đây như Latin. Về tin đồn về việc cô mang thai và đã sinh con ở Mỹ, Hương Tràm lý giải, ban đầu khi đọc thông tin trên mạng, tôi nghĩ đó chỉ là trò đùa. Nhưng sau đó tôi không ngờ rằng câu chuyện này lại lan truyền mạnh mẽ như vậy. Tôi muốn khẳng định rằng hiện tại tôi không có bất kỳ đứa con nào. Mỗi người phụ nữ có cách sống và quyết định riêng khi có con. Tôi là người sống cởi mở và luôn sẵn sàng chia sẻ niềm hạnh phúc của mình với mọi người. Hương Tràm cũng tiết lộ về quá khứ của mình khi mới bước vào ngành nghệ thuật. Lúc mới vào nghề, tôi từng bị ảnh hưởng tinh thần và tâm lý bởi những lời đồn đại về ngoại hình và cuộc sống cá nhân. Tôi thừa nhận rằng, mặc dù cố gắng bỏ qua, tôi cũng không thể tránh khỏi những áp lực và chỉ trích trên mạng xã hội. Tuy nhiên, những trải nghiệm đó đã giúp tôi tự chữa lành và học cách tách bản thân ra khỏi những tổn thương. Tôi hiểu rằng sự yêu thương và ủng hộ từ khán giả mới thực sự quan trọng. Hương Tràm, tên tuổi nổi bật trong làng nhạc Việt, đã tái xuất vào ngày 10 tháng 8 với MV La 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 và album đầu tay cùng tên sau nhiều năm học tập và trải nghiệm ở Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, cô đã bật mí về những cảm xúc và suy nghĩ của mình. Sau 4 năm sống ở nước ngoài, Hương Tràm trở về với ngành âm nhạc với tư cách một ca sĩ trẻ, nhưng cô đã tích lũy được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Cô chia sẻ rằng, dù đã có thời gian dài hoạt động trong ngành và trở nên nổi tiếng, cô vẫn luôn nhận thức về việc học hỏi và khắc phục những thiếu sót của mình. Cô tự nhắc nhở bản thân luôn giữ mình nhỏ bé và cống hiến hết mình cho khán giả. Cuộc sống ở nước ngoài đã mang đến cho Hương Tràm nhiều trải nghiệm quý báu. Cô đã trải qua những khoảnh khắc giữa đám đông xa nhà, đặc biệt là trong bối cảnh tâm dịch. Những trải nghiệm này đã làm cô nhận thức sâu sắc về sự mong manh của cuộc sống và giá trị của sức khỏe. Cô cũng đã học cách trân trọng mỗi khoảnh khắc và sống tích cực hơn. Hương Tràm cũng chia sẻ về việc lựa chọn viết nhạc, một thách thức mới mẻ mà cô muốn thử sức. Dù đã có đam mê viết nhạc từ tuổi nhỏ, viết nhạc vẫn là một quá trình đầy thử thách đối với cô. Cô nhận thức rằng để trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp, cần phải dành thời gian và trải nghiệm để phát triển. Với việc trở lại với âm nhạc, Hương Tràm hứa hẹn mang đến nhiều điều mới mẻ cho khán giả. Cô muốn chia sẻ những cảm xúc và suy nghĩ của mình thông qua âm nhạc, và hy vọng rằng những tác phẩm mới sẽ gợi mở thêm nhiều cảm xúc và ý nghĩa đến với người nghe.